Đái dầm là vấn đề thường gặp ở trẻ em trong khi ngủ. Tuy nhiên, có những thời điểm, đái dầm không còn là biểu hiện sinh lý thông thường của trẻ, mà có thể là bệnh và cần điều trị. Khi nào nên đưa bé đi khám bác sĩ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Thoại Loan, trưởng khoa nhi, phòng khám Vinmec Sài Gòn, chuyên gia về các vấn đề nội tiết nhi, trao đổi về vấn đề này. Chào quý vị phụ huynh. Thì tuổi thơ là gắn liền với lại tiểu dầm rồi. Tiểu dầm là tình trạng thoát nước tiểu ra trong lúc ngủ ở trẻ trên 5 tuổi. Và với giai đoạn nào thì chúng ta sẽ cần phải dẫn trẻ đi để thăm khám về tiểu dầm. Thứ nhất là cái tiểu dầm kéo dài từ lúc sinh cho đến trên 5 tuổi. Thứ hai là tiểu dầm kèm theo những cái rối loạn đi tiểu ban ngày. Ví dụ như là trẻ tiểu gắt, trẻ tiểu rặn, trẻ tiểu lắc nhắc. Thì đối với những đứa trẻ có hai cái dấu hiệu đó thì chúng ta phải nên dẫn đi khám. Và cái nguyên nhân của tiểu dầm thì như thế nào? Câu hỏi đầu tiên là tại sao chúng ta không tiểu dầm? Tức là tại sao chúng ta không đi tiểu vào ban đêm? Thứ nhất, chúng ta thấy là buổi tối chúng ta không có uống nước. Đó là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta có một cái nội tiết. Cái nội tiết đó gọi là cái chất làm cô đặc nước tiểu vào ban đêm. Thì cô đặc nước tiểu vào ban đêm nó sẽ gấp 3 lần ban ngày. Thành ra vừa không có uống nước, vừa có chất cô đặc. Thứ ba là chúng ta có một cái thể tích bàng quang vừa đủ để chúng ta chứa nước tiểu trong khoảng thời gian ngủ. Thì đối với những trẻ tiểu dầm thì thường là nó sẽ kết hợp 3 yếu tố thì nó sẽ gây tiểu dầm. Yếu tố thứ nhất là trẻ nó thiếu hụt cái nội tiết làm cô đặc nước tiểu. Yếu tố thứ hai là trẻ nó thường ngủ một cái giấc ngủ khá là sâu do những trẻ khác. Yếu tố thứ ba nữa là trẻ thường có một cái dung tích bàng quang, tức là sức chứa của bàng quang nó thấp hơn. Khi kết hợp ba cái yếu tố như vậy thì thường trẻ sẽ dẫn tới tiểu dầm. Và khi trẻ tiểu dầm liên tục ở trên 5 tuổi từ lúc sanh thì chúng ta phải đi khám, cũng như trẻ tiểu dầm kèm theo cái rối loạn đi tiểu ban ngày, ví dụ tiểu gắt, tiểu rặn, tiểu lắc nhắc. Tôi lưu ý là trẻ không tiểu dầm một khoảng thời gian tầm chừng 6 tháng đến 1 năm, sau đó trẻ xuất hiện tiểu dầm trở lại thì đó cũng là một cái dấu hiệu chúng ta phải dẫn trẻ đi khám. Về điều trị tiểu dầm thì chúng ta phân hẳn ra làm hai nhóm. Đầu tiên là điều trị không dùng thuốc và thứ hai là điều trị dùng thuốc. Điều trị không dùng thuốc, đầu tiên là chúng ta phải hạn chế cái lượng nước nhập cho trẻ sau 5 giờ. Thường trên nghịch lý là sao? Trẻ nguyên ngày thì trẻ đi học thì mẹ nghĩ là trẻ không được uống nước, trẻ không được uống sữa. 5 giờ chiều đón về nhà thì từ 5 giờ đến 9 giờ đi ngủ là có bao nhiêu sữa, bao nhiêu nước là mẹ cho trẻ hết. Cái tỷ lệ nó bị nghịch đảo. Tức là trước 5 giờ thì phải nhập 2/3 và sau 5 giờ phải nhập 1/3. Đó là thứ nhất. Cái biện pháp thứ hai là chúng ta hạn chế những dung dịch, đặc biệt là nước ngọt đó, trong đó kể cả sữa. Nếu trẻ có một cái cân nặng bình thường thì chúng ta không nên thêm sữa vào buổi tối, đặc biệt là 2 tiếng trước khi ngủ. Rồi cái thứ ba là chúng ta 2 tiếng trước khi ngủ chúng ta phải cho trẻ đi tiểu và chỉ nhắm giọng thôi. Nếu chúng ta thử sử dụng những cái biện pháp như vậy trong vòng 1 tháng và chúng ta ghi nhận là cái số lần trẻ tiểu dầm trong 1 tuần. Ngày trước ví dụ như là 1 tuần thì đi đủ 7 ngày. Nếu mà trong cái biện pháp đó mà nó giảm hơn 50% số đêm đi tiểu thì coi như là biện pháp đó thành công. Thứ hai nữa, một cái biện pháp không dùng thuốc nữa mà Việt Nam chúng ta đang dần tiến tới là biện pháp tạo một cái phản xạ đi tiểu tự động. Chúng ta biết là trước khi trẻ tiểu dầm thì trẻ sẽ rớt vài giọt nước tiểu trước khi trẻ đi vào tiểu dầm. Thì nước ngoài họ có một cái gọi là báo động, tức là họ sẽ gắn một cái nhận cảm nước tiểu ở trong cái quần của trẻ. Thứ hai là có một cái đồng hồ reo, tức là khi mà có một giọt nước tiểu rớt ra thì cái tiếng reo nó đánh thức trẻ đi tiểu. Nghịch lý là sao? Nghịch lý là tiếng reo đó mọi người dậy mà trẻ không dậy. Thì đó là cái thứ hai là biện pháp không dùng thuốc. Cái thứ ba nữa là cái nhóm là biện pháp dùng thuốc. Dùng thuốc là dùng thuốc gì? Sau khi chúng ta đánh giá trẻ này là thứ nhất, hạn chế sử dụng nước rồi, hạn chế dùng thuốc rồi, dùng báo thức dậy đi tiểu rồi nhưng vẫn đi tiểu dầm, thì chúng ta sẽ cho trẻ uống một cái giống như tôi đã nói, tức là uống một cái thuốc làm cô đặc nước tiểu vào ban đêm. Và cái thuốc này chúng ta phải được sử dụng chỉ định của bác sĩ và theo dõi sát. Và chúng ta tại sao? Tại vì mình lạm dụng cái thuốc này thì nó sẽ giữ nước lại khá là nhiều và nó sẽ gây một số cái rối loạn khác như rối loạn chất điện giải trong máu. Thật ra cái chỉ định thì thật đúng chỉ định và phải theo dõi. Và cái việc điều trị này thì phải kéo dài, và khi mình cần giảm liều đó thì mình cũng phải giảm một cách xuống bậc thang, thì sau đó thì trẻ sẽ trở lại một cái trạng thái bình thường, không còn tiểu dầm nữa.
Thì chuyện đầu tiên là chúng ta phải đi tìm nguyên nhân. Tìm nguyên nhân là tại sao thường khi nó có em là nó sẽ tiểu dầm. Là tại sao nó cảm giác là tiểu dầm là một cái động thái có thể gây sự chú ý để mẹ nó chăm sóc nó nhiều hơn. Thành ra thường là một cái đứa trẻ mà nó lớn một khoảng thời gian không tiểu dầm mà tiểu dầm lại thì mình phải đi coi lại cái nguyên nhân, đặc biệt là một số cái nguyên nhân về tâm lý để cho trẻ bị tiểu dầm như vậy. Cái thứ hai nữa là nên động viên. Thì thường nước ngoài thì họ sẽ có một cái cuốn sách, trong cái cuốn sách đó họ những cái poster, tức là cái đêm nào mà tiểu dầm đó thì nó sẽ gắn trời mưa, mà đêm nào nó không tiểu dầm thì nó sẽ gắn trời nắng. Thì sau một cái tháng tổng kết lại thì đêm nào nắng nhiều, cái như ngày nào nắng nhiều thì sẽ được thưởng. Tại sao? Tại vì họ nó cũng sẽ có ý thức tuân thủ cái việc mà hạn chế nước là một, nó sẽ có ý thức cái việc đi tiểu trước khi ngủ là hai, thứ ba là nó sẽ rất là sẽ thức sau này, tức là nó cảm giác là bàng quang bọng đái nó căng là nó sức thức dậy nó đi tiểu. Đó là hai cái cách mà chúng ta có thể không dùng thuốc và các bà mẹ có thể tạm sử dụng trước khi mình đến tư vấn bác sĩ. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.